Bộ Ngoại giao tối ngày 29 tháng 7 cho biết, trong những ngày qua, trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo cấp cao các nước, tổ chức quốc tế, chính đảng và bạn bè quốc tế từ 103 nước vùng lãnh thổ và 32 tổ chức quốc tế đã gửi gần 500 thư, điện, thông điệp chia buồn. 100 đoàn quốc tế đã đến viếng và gửi hoa chia buồn tại Việt Nam. Hơn 3.500 đoàn đã đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cơ quan đại diện Việt Nam trên khắp thế giới. Trong các thư điện thông điệp chia buồn, lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế, chính đảng và bạn bè quốc tế đã dành những tình cảm sâu đậm, niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng lớn lao đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế cũng tôn vinh những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác, bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực trân trọng sự đoàn kết sẻ chia ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước tô lâm thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn thường trực ban bí thư lương cường các lãnh đạo đảng nhà nước khác đã có thư điện gửi lãnh đạo các nước các tổ chức quốc tế các chính đảng và bạn bè quốc tế lãnh đạo việt nam cảm ơn tình cảm đặc biệt và những lời thăm hỏi động viên trước mất mát to lớn của đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia đình tổng bí thư nguyễn phú trọng các lãnh đạo đảng và nhà nước mong muốn cùng các nước đối tác tiếp tục thực hiện tâm nguyện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các đối tác ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích của người dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Trong những ngày qua, từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Trần, lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế từ 103 nước vùng lãnh thổ và 32 tổ chức quốc tế đã gửi gần 500 thư điện thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khác, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 100 đoàn quốc tế đến viếng và gửi hoa chia buồn tại Việt Nam và hơn 3.500 đoàn đã đến viếng đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cơ quan đại diện Việt Nam trên khắp thế giới. Trong thư điện thông điệp chia buồn, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và chính đảng bạn bè quốc tế dành những tình cảm sâu đậm, niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng lớn lao đối với đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôn vinh những đóng góp của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực trân trọng sự đoàn kết sẻ chia của các nước các đối tác các đảng và bạn bè quốc tế ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước tô lâm thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn thường trực ban bí thư lương cường các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khác đã có thư điện gửi lãnh đạo các nước các tổ chức quốc tế các chính đảng và bạn bè quốc tế cảm ơn tình cảm đặc biệt và những lời thăm hỏi động viên trước mất mát to lớn của đảng nhà nước nhân dân việt nam và gia đình đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước mong muốn cùng các nước các đối tác tiếp tục thực hiện tâm nguyện của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước các đối tác ngày càng phát triển đi vào chiều sâu đáp ứng lợi ích của người dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới Ngày 27 tháng 7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước tiếp ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sang Việt Nam chia buồn và viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiếp, ngoại trưởng Blinken chuyển lá thư chia buồn của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thư, Tổng thống Biden nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc về lần đầu tiên gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Washington DC năm 2015 và tự hào được đứng cùng với Tổng bí thư trong chuyến thăm tới Hà Nội vào năm 2023 và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Tổng thống Biden nhấn mạnh sự kiện đó là minh chứng cho khao khát chung của nhân dân hai nước chúng ta về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả. Đó cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của Tổng bí thư trong việc đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng bí thư. Mỹ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng cường, tự cường và độc lập mà Tổng bí thư đã công hiến trọn đời của mình. Tổng thống Biden viết, như đại thi hào Nguyễn Du đã viết, trời còn để có hôm nay, vén sương đầu ngõ, tan mây giữa trời. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò không thể thiếu trong việc xua đi những đám mây từng có lúc che phủ quan hệ hai nước trong 50 năm qua chúng ta cùng tưởng nhớ ký ức về tổng bí thư nguyễn phú trọng bằng việc tiếp nối di sản của ngài và duy trì mối quan hệ hợp tác quan trọng này ngoại trưởng blinken khẳng định mỹ coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam và mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương quan trọng này đồng thời tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục phát huy và cùng vun đắp để quan hệ việt mỹ ngày càng phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường theo đúng ý nguyện của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước tô lâm khẳng định việt nam coi mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu của việt nam và hoan nghênh mỹ tiếp tục cam kết ủng hộ một việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện cam kết của tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống biden nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu hiệu quả và ổn định Tối ngày 27 tháng 7, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhân dịp ông sang thăm Việt Nam để chia buồn cùng chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước sự ra đi của Tổng bí thư. Tối ngày 27 tháng 7, trong chuyến thăm Việt Nam và đến thắp hương viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chia buồn với phu nhân Ngô Thị Mận, cùng gia quyến của Tổng bí thư, Ngoại trưởng Blinken đã chuyển lá thư chia buồn của Tổng thống Joe Biden tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung bức thư như sau. Tôi và Jean, tên thân mật của bà Jean Tracy Jacob Biden là phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Kể từ lần đầu tiên gặp Tổng bí thư tại Washington DC năm 2015, chúng tôi đã cùng hợp tác với nhau để vượt qua đau thương của quá khứ và nắm bắt sự hứa hẹn của tương lai. Không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn của cả nhân dân khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi rất tự hào khi được đứng cùng Tổng bí thư trong chuyến thăm tới Hà Nội năm trước và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Sự kiện đó là minh chứng cho khao khát chung của nhân dân hai nước chúng ta về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả. Đó cũng là minh chứng cho sự quyết tâm của Tổng Bí Thư trong việc đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Đất nước Hoa Kỳ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng Bí Thư. Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, tự cường và độc lập mà Tổng Bí Thư đã công hiến chọn cuộc đời của mình. Như Đại thi Hào Nguyễn Du đã viết, trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò không thể thiếu trong việc xua đi những đám mây từng có lúc che phủ quan hệ hai nước trong 50 năm qua. Chúng ta cùng tưởng nhớ ký ức về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng việc tiếp nối di sản của ngài và duy trì mối quan hệ hợp tác quan trọng này để thắp hương viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng chia buồn với phu nhân ngô thị mận cùng gia quyến của tổng bí thư ngoại trưởng hoa kỳ antony blinken đã ghi sổ tang thay mặt đất nước hoa kỳ xin gửi lời chia buồn chân thành trước sự ra đi của tổng bí thư nguyễn phú trọng một nhà lãnh đạo có tầm nhìn đã giúp hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng cầu nối hòa bình hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ người dân hoa kỳ sẽ mãi nhớ đến ông Thay mặt gia quyến, phu nhân Ngô Thị Mận bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp của phía Hoa Kỳ, cá nhân Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken đã dành cho Tổng bí thư. Phu nhân tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 9 năm 2023 để thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất và đi vào chiều sâu vì lợi ích nhân dân hai nước. Nhân dịp này, phu nhân Ngô Thị Mận đã gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Biden, phu nhân và gia đình.